Pedro. Đi bóng quá đẹp. Cứ bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Lukaku. Pedro. Thật sự tiếc nuối vì không nắm bắt tốt cơ hội này. Quá đẹp mắt, đây chính là điều các cổ viên muốn nhìn thấy. Kỹ năng tuyệt vời của một cầu thủ đáng cấp. Tuy nhiên kết quả lại làm cho người ta tiếc nuối. Kết quả sẽ như thế nào? Sáng ngang cứu nguy. Trận đấu kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu khác. Các bạn đến với trận đấu ngày hôm nay, tôi là bình luận viên Anh Quân, cùng chia sẻ đam mê bóng đá và tìm ra đội chiến thắng hôm nay. Được rồi, tiếng còi khai cuộc đã cất lên, chuyền về tuyến sau để tìm kiếm cơ hội khác. Lema. Jimenez. Những đường mua bóng tuyệt mỹ. Sút, một khởi đầu may mắn. Việc ghi bàn ở thời điểm này sẽ mang lại sự tự tin và nâng cao tinh thần cho cầu thủ. Việc tiếp theo họ phải giữ vững, đó là lợi thế hiện tại. Pedro lựa chọn chuyền về. Pedro cứ bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hai bên giằng co quyết liệt nhưng cuối cùng anh đã lấy lại được bóng. Lukaku, cơ hội hoàn hảo trong một đấu một, thể hiện kỹ năng dây bóng bậc thầy. Sẵn sàng dứt điểm, bóng trúng cột dọc bật ra, được hưởng một quả phạt góc. Thủ môn đã nỗ lực giữ vững được cầu môn. Việt vị rồi, nếu đá nhẹ hơn một chút đã có thể tránh được lỗi việt vị đó. Rabiot, Lema, chuyền vào vòng cấm. Wow, quá ấn tượng. Họ vẫn rất hoang mang. Sau khi thủ lưới họ chưa kịp bình tĩnh đã phải nhận thêm bàn thua nữa. Cầu thủ cần phải lấy lại tinh thần và có lẽ huấn luyện viên cũng cần phải có một số sự điều chỉnh. Không ai có thể ngăn cản anh ấy. Cứ bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Pedro chuyền bóng vào vòng cấm. Lukaku. Liệu kịp dứt điểm cực mạnh. Kết quả lúc này không quan trọng, giờ chỉ còn xem họ ghi được bao nhiêu bàn mà thôi. Ôi không, trận đấu này có thể sẽ khiến người hâm mộ của họ về sớm. Tôi nghĩ không ai sẽ trách các cổ động viên. Chuyền bóng sang cánh vô cùng chính xác, đường chuyền không tốt. Lukaku. 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 Liệu anh ta có tìm được cơ hội ghi bàn hay không? Đây là pha bóng quan trọng ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Thế trận này cơ bản là không thể chấp nhận được đối với những cổ viên.
Không ai muốn một trận thua như vậy. Tôi tin rằng họ sẽ cần một khoảng thời gian để xóa đi ký ức đen tối này. Dê bóng tốt, cú sút của anh ấy như một viên đạn, vấn đề chỉ là không chính xác mà thôi. Anh ấy đã nắm bắt cơ hội để thực hiện một cú sút uy lực, nhưng khoảng cách quá xa, không tạo ra đe dọa lớn cho thủ môn. Hiệp một đã kết thúc. Được rồi, hãy quay lại trận đấu. Tôi nghĩ họ sẽ hài lòng với tỷ số này. Hy vọng hiệp 2 sẽ còn hấp dẫn hơn hiệp 1, khiến người xem cảm thấy hồi hộp. Rabiot chuyền về tuyến sau để tổ chức lại đội hình. Thể hiện kỹ năng một cách thành thạo, tấn công thẳng về phía trước. Lukaku quá đẹp mắt, xem ra phong độ hôm nay của thủ môn là rất tốt, chắc chắn sẽ đầy tiếc nuối. Tôi nghĩ đồng đội yêu cầu anh ấy chuyền bóng là hoàn toàn hợp lý, không nên tự mình quyết định sút bóng như vừa rồi. Lukaku tung cú dứt điểm. Thế trận này cơ bản là không thể chấp nhận được đối với những cổ động viên. Không ai muốn một trận thua như vậy. Tôi tin rằng họ sẽ cần một khoảng thời gian để xóa đi ký ức đen tối này. Lukaku Keiko Rodri chuyền bóng sang cánh vô cùng chính xác, việt vị rồi. Nếu đá nhẹ hơn một chút đã có thể tránh được lỗi việt vị đó. Bắt bước một tuyệt vời. Lukaku Pedro đi bóng quá đẹp. Cướp bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Lukaku vì không nắm bắt tốt cơ hội này. Quá đẹp mắt, đây chính là điều các cổ động viên muốn nhìn thấy. Kỹ năng tuyệt vời của một cầu thủ đáng cấp. Tuy nhiên kết quả lại làm cho người ta tiếc nuối. Kết quả sẽ như thế nào? Sáng ngang cứu hủy. Trận đấu kết thúc.